Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm AGClary. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Aji cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Isin Chỉ định: Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm amidan, viêm xoang, viêm họng, viêm tai giữa, viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm phổi cộng đồng. Điều trị nhiễm trùng da và mô mềm mức độ nhẹ đến vừa điều trị nhiễm khuẩn bội nhiễm trên bệnh nhân nhiễm HIV. Điều trị phối hợp để tiệt trừ Helicobacter pylori trong lết dạ dày tá tràng. Cách dùng Thuốc được dùng bằng đường uống, không phụ thuộc vào bữa ăn. Liều dùng ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, da và mô mềm, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 250mg, trong một tuần. Với trường hợp nhiễm trùng nặng có thể tăng liều lên, ngày 2 lần, Mỗi lần 500 mg, thời gian điều trị có thể kéo dài đến 14 ngày. Điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 500 mg trong 1 đến 2 tuần. Điều trị nhiễm Mycobacterium, liều ban đầu ngày uống 2 lần, mỗi lần 500 mg trong 3 đến 4 tuần, nếu không hiệu quả có thể tăng lên 1000 mg, 2 lần mỗi ngày. Chống chỉ định. Người quá mẫn cảm với những kháng sinh thuộc nhóm macrolid hoặc các thành phần của thuốc Người đang điều trị bằng tofenadin có tiền sử bệnh tim hoặc rối loạn điện giải. Người đang dùng các dẫn chất như ergotamine, cisapride, pimosai. Thận trọng khi sử dụng clarithromycin trên những bệnh nhân suy chức năng gan hoặc thận vừa và nặng. Khi sử dụng clarithromycin kéo dài và lặp lại có thể gây nên sự phát triển nấm hoặc vi khuẩn không còn nhạy cảm với thuốc. Nếu xảy ra bội nhiễm, nên ngưng clarithromycin và tiến hành trị liệu thích hợp không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ hoặc khi cho con bú, trừ khi lợi ích nhiều hơn nguy cơ. Tác dụng phụ Trong quá trình điều trị bằng Agiclary có thể gặp phải một số tác dụng phụ như Thường gặp buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Nhà sản xuất Agimex Farm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Agiclary đồng thời biết cách sử dụng Agiclary sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.